quá khỏe đến từ đội hình của Weibo Gaming cả. Nếu như họ để cho đối phương mở trước hoặc là có những tình huống mà bị đối phương mở bằng Zino Gaming không dám ra để có thể cạnh tranh thì có tình huống đổ đẹp. Sắp tới bắt đầu rồi và đến từ vị trí của Kratos có người đọc sau đó vị trí của Phan. Khó rồi. Và có lẽ rằng là Lemon khó về sau pha thi đấu này rồi. Vẫn còn đó cú phản đó, anh ta vẫn bị dính cho mình đấy là siêu xích địa ngục và anh ta đã phải lên bảng điểm số. Một tình huống tốc biến đi thì đang cho thấy rằng Zino Gaming vẫn đang chủ động đánh chậm và cố gắng farm hòa của đối thủ. Đây là một pha thi đấu tiếp tục là né nhưng cho mình đấy là chiêu cuối. Nếu tư không có nhưng rất nhiều sát thương đến từ con ấy chốc của Phan. Và anh ta tiếp tục đem về thêm một điểm hạ gục nữa dành cho bên phía Weibo Gaming. Đội tuyển đang cố gắng kiểm soát xung quanh khu vực hàng dầu của nó. Phát nhiều một Phan lao vào. Anh ta đã có những cú bổ là vô cùng mạnh mẽ ngay trên hạ gục. Anh ta vẫn đang càn lên với những dư lượng sát thương lớn có trong tay con ấy chốc của mình. Đó một cú tỏa dương hiệu triệu để có thể giải tán đám đông đến từ vị trí của Mark. Nhưng đó vẫn đang là chưa đủ khi mà bay bay. Anh ta có một tình huống hư vô bổ phát hơi tăm tối qua bên kia bờ tường nằm trước họng súng và rõ ràng công việc của Kratos là quá đơn giản. 2 triệu lại không được sử dụng để mở mà chỉ sử dụng để rút lui rồi cho đến khi mà chàng này dùng được cho mình các mã xung huy đồ. Còn phía này mắt nằm xuống một phi bay, anh ta chỉ bị bắn nhẹ 2 phát thôi, mất cho mình nửa cây máu. Còn lên mình cố gắng chặt còn đồng hồ từ vị trí của Zinzia, anh ta sẽ lui về được với rất nhiều thứ. Cái gì thế này, anh sẽ lại dùng cái phản đồ của mình để cố gắng giữ chân ai vậy. Và Bero cũng mất luôn cho mình cái cu chiêu cuối và phi bay cố gắng đi lấy cái gì cho Zin Đông đỡ cho pha này đây. Các thành viên Weibo Gaming đang muốn dứt điểm và thi đấu một vài thi đấu mà nó đã thực sự chậm như Zin Đông muốn. Nhưng rõ ràng cái sự chậm này nó không mang đến một điều gì cả khi Weibo Gaming luôn là những người làm chủ. Họ làm chủ ở tất cả các tình huống kiểm soát mục tiêu lớn và cả thậm chí ở trong tình huống mà... Rồi, bây giờ đội hình của Weibo Gaming nó mang tính chất đánh Lace. Còn đội hình của Zin Đông Gaming bây giờ sẽ là một đội hình đánh chủ động nè. Nhưng mà họ sẽ có được rất nhiều thứ chủ động và bây giờ kiếm được tình huống mà rất nhiều lợi thế ở cánh dưới và bây giờ thì không còn phép bổ trợ Phan xuống. Và đây là một tình huống mà Phan đã khác với bàn đấu trước rồi, ta can thiệp nhiều hơn và đã có chiến công đầu nhưng nó thuộc về vị trí của Jager và lao lên của người của Wild để ta kiếm được một màn hạ gục trước khi đang mất rất nhiều máu. Còn gì không còn hắc ám bùng nổ, nhưng hắc ám bùng nổ lại 100 máu và Phan có quá nhiều sát thương và Phan đem về điểm hạ gục thứ 2 cho Weibo Gaming. Farm trước khi và Kratos xuất hiện ở khung đường dưới này nhưng Zian khung đường trên đã có những tình huống trao đổi cùng với cả đối phương nhưng ta bị trụ bắn bật cho mình tần cá sấu. Thiêu đốt sử dụng lên người, lên mình đang mất máu, lên mình không nhận được hàng hồi phục và Farm sẽ có mặt ở khung đường trên này. Lên mình sẽ phải đu dây bóc về trong pha thi đấu này nhưng anh ta không về được nữa và đó tiếp tục là một tình huống đi ganh thành công đến từ Farm. Vẫn là một đội hình được đánh giá là không cho máu rút về. Còn bây giờ chỉ là một tình huống đổi mục tiêu mà thôi, nhưng các thành viên Weibo Gaming có vẻ như là không muốn đổi lắm. Zihan lướt về với 1 chấm máu và quay bây giờ lao vẳng vào với tình huống thủy chiêu máu tung rất nhiều thứ. Và bây giờ Zinza đã tới và truyền máu này chưa lấy được về, quá nhiều sát thương quanh, 1 chấm máu ta rút về nhưng vị trí của anh chàng quay đã phải nằm xuống rồi. Nhưng không ai có trừng phạt cả, có người đã có rồi, đó là vị trí nhưng con rồng nó lại thuộc về cho vị trí của Feibai với một tình huống đặc biệt. Thì những tình huống đáp trả rồi với những tình huống mở của Feibai và cùng với đó là Max. Bây giờ Zian Zhang đang đứng lại ở một góc hơi xấu, ta sẽ bị hất tung lên. Vẫn còn cho mình cú xoáy có dung thiêu đốt và Zian có thể là khó về nên được dường cho Barry. Hơi tiếc Max là người ăn con cái mạng đó. Có thể đứng lại đây, một tình huống đã sử dụng trừng phạt rồi nha. Hình như là các thành viên của Zin Đông Gaming biết một tình huống xử lý lỗi của Phan và trừng phạt đã được sử dụng trước đó rồi và có thể sẽ là con rồng. Con rồng đã thuộc về Zin Đông Gaming và Zihan có thể nằm xuống một tình huống Q3 tốc biến tốt nhưng sát thương vẫn chưa phẳng là quá nhiều. Và bây giờ thì với một quay chốc lên khá nhiều đồ đạc mà ta quá mỏng manh và nằm xuống và lao thẳng vào của Phay. Phay chưa có thể dùng được quá nhiều thứ. Còn vị trí của anh chàng xạ thủ bên phía Weibo Gaming đã nằm xuống rồi. Phay cố gắng làm một điều đó thần kỳ nhưng điều thần kỳ đã không còn. Người ta đang hơi đơn độc ở trong pha thi đấu này khi mà không có bất cứ một ai khác đến từ phía Zino Gaming ở đằng sau. Thì anh tìm ra được người nhưng ngay lập tức ta bị dồn sát tường và Lemon cũng đã phải mất cho mình đó tốc biến để có thể lùi ra. Và dữ liệu triệu hút không quá đẹp nhưng ở phía bên này sát tường dồn vào và ngay lập tức Vladimir đã phải lên bảng điểm số. Phay vừa có một tình huống đứng hơi lỗi và đã bị dồn sát tường. Đội chiến bị xoáy, anh ta bị dồn sát tường cũng đang phải bấm đồng hồ. Phan cố gắng bổ nhưng Q1 không quá nhiều sát tường, anh ta cố gắng quay lại không có góc để đánh đến từ Weibo Gaming. Họ đang phải về và một tình huống đu dây là hơi lỗi của nhưng họ chưa một lần có thể tìm ra được
những mục tiêu của đối phương, những mục tiêu đằng sau gây sát thương như kiểu là cái chính của Barry hay là Fabi, một tình huống giới hiệu triệu mất đi cho mình đấy là cái bão tố nổi dậy và đang cố gắng để di chuyển lấy nhưng Mark đang gặp nguy hiểm trong pha thi đấu này. Anh ta bị dồn sát thương lần này là ba người, cú xoáy công đẹp Mark bật đúng hộ, anh ta vẫn đang còn sống ở phía bên kia, đó là Lemon Graha cũng đi một người. Lemon đang lần lượt lấy mạng các thành viên của bên phía Weibo Gaming. Anh ta có hai điểm hạ gục, anh ta đang muốn tìm thêm điểm hạ gục của cơ chiên trong pha thi đấu này nhưng không được. Đo dòng Gaming họ sẽ có hai đường ở trong pha thi đấu này, lính đường dưới theo là hơi xa nhưng liệu rằng với gần này thứ đang còn lại họ có thể end đi và thiếu đây không? Đây tình huống trợ đổ cú xoáy 2, không có sát thương quá nhiều rồi vào tiếp theo nhưng vẫn đang một pha thi đấu mà Evelyn của One gần như là làm bốc hơi đi vị trí của Zihan. Cơ chiến đang cố gắng lùi về nhưng là không kịp và đó sẽ là một đều dành cho Zidong Gaming. Một ván đấu mà họ đã có được cái vị trí đứng ở tầm xa cũng như là có được khả năng tự bảo kê và thoát thân với những tình huống di chuyển qua của mình. Một đội hình rất YOLO và một tình huống rồi. Lên trên thì sẽ có người lên xuống dưới và thủ combo quá chuẩn chỉ của Max đem về một điểm hạ gục đầu tiên và đó có thể là điểm hạ gục thứ hai. Một chấm mẫu nữa và Max sẽ có điểm hạ gục thứ hai cho bản thân. Tài nguyên của họ mất là nhiều hơn trước đó, nhất là một cái bão quả rồi. Một bão quả khiến cho họ không thể nào mà tấn công ở trong tình huống kiểm soát sứ giả vừa rồi, nhưng vừa đây đang giữ trở lại được cơ chiến sẽ phải lấy bảo điểm số trong tình huống này. Một thùng rượu đồ chăn chối được sử dụng ra nhưng sát thương là chưa nhiều đến từ vị trí của Faye khiến cho họ không thể nào mà tấn công ở trong tình huống kiểm soát sứ giả vừa rồi, nhưng vừa đây đang giữ trở lại được cơ chiến sẽ phải lấy bảo điểm số trong tình huống này. Một thùng rượu đồ chăn chối được sử dụng ra nhưng sát thương là chưa nhiều đến từ vị trí của Faye và có vẻ như rằng là không có đủ sát thương để tấn công đến các thành viên của Bo Gaming trong pha thi đấu này. Họ đã bắt vào vị trí của Phan và Phan đã bị dồn sát thương. Cầu sống có cầu gia tốc là đủ để có thể lấy ba cầu đường dưới. Phan lại một lần nữa muốn tìm cơ hội để có thể tấn công của mình, bão quả tung ra ngay lập tức cắt được cú dây bao sát thương bắt đầu dồn vào nhưng Lemon vẫn đang có tốc biến để lùi về. Anh ta cho mình những hạt hồi phục, anh ta chưa phải nằm xuống và một lần nữa thì sự phối hợp của Phan cùng với cả Zihan không đem lại điểm hạ gục cho Bo Gaming. Lại là một nguồn tài nguyên nữa các thành viên của Bo Gaming đã mất và bây giờ Zihan ta không còn quay tay, Phan lao lên, sát thương của Phan mất quá nhiều và một chấm máu và đã có thiêu đốt lên người và Lemon muốn bắt trụ luôn khi Zihan cũng chẳng còn gì để có thể chơi được nữa cả. Hai mạng đùa kêu cái này, Mark vẫn đang vô cùng tự tin face check. Anh ta sẽ có một tình huống khiêu khích và cơ chiến đang được chọn ở trong pha thi đấu này. Lấy máu, cơ chiến đã phải mất cho mình đó là thùng rượu nổ. Phan đang chờ đợi một tình huống báo quả nhưng chỉ vào một người và anh ta cố gắng dồn sát thương. Lemon vẫn tốc biến ra được, đây là lần thứ ba mà Lemon toát được rồi, chăn chối được sử dụng ra. Mục tiêu được chọn đó là vị trí của One, cũng có tốc biến được vùng ra đến từ vị trí quan để lùi về. Zihan không giữ chân lại được Lemon ở trong pha thi đấu vừa rồi và bây giờ sang được phản công đến Zidong Gaming. Với bài đang lao lên mù tầm nhìn hoàn toàn trong khu vực hang Baron và họ đang sẽ phải làm gì đây? Đang mất máu rất nhanh, đó là con Baron này. Zian đang đi đầu, Zian bị dồn sát thương, anh ta chắc chắn sẽ đâm xuống rồi và không còn cơ hội. Nhưng đó là một cú bao quả vô cùng đẹp, sát thương trả ngược ra không là tốt đến với người của mình nhưng đó là một tình huống siêu hùng tráng thế. Ở phía bên này Faye đang chém, anh ta cố gắng đi vào vị trí của Barry nhưng lốc là trượt, đang cố gắng rút về không được rồi vì bên kia Faye đang bị bắn bởi vị trí của Carter. Carter đang cố gắng có được bao quả Faye nhưng không thành công và con Vladimir này vẫn hút máu lên được. Bây giờ thì có lẽ là không còn cơ hội để cạnh tranh nữa. Cái một cái mình chỉ còn lại một người khỏe đó là Kratos và tôi. Cơ chiến cũng đang cấp đầu tiên dành cho bên phía Zidong Gaming rồi. Và có lẽ rằng là mọi thứ sẽ kết thúc với một tình huống gọng kìm. Lao vào mục tiêu được chọn đó là cơ chiến cùng với cả đó là con Seiya. Nên tôi sẽ lên bảng điểm số, cơ chiến cũng sẽ đăng cấp của mình. Một cái điểm số đẹp nhưng chưa có điểm mà gục khi vẫn bấm đồng hồ đến từ vị trí của Oan. Oan lên bảng điểm số và đi phải chạy trong bàn nhiều này. Lốc là trượt, Mark vẫn đang có khả năng hồi phục ở đây. Một tình huống thi đấu mà hình như là Barry cùng với Mark đang cố gắng sẽ cản các thành viên đối phương lại. Mark lao lên, cố gắng làm cho vị trí của Zinzi sát thương vẫn là khá nhiều. Hay dựng cho mình một tường và như vậy là các thành viên Weibo Gaming đã có thể ngăn được linh hồn rồng của đối phương. Được thêm ai với vào và dứt điểm đi vị trí của Fabi đang vòng sau ở phía bên này. Thì Carter đang bị bắt vào, anh ta đâm xuống trước lượt sát thương đến từ cả Lemon cũng như đó là vị trí của Fabi. Và có thể nói bây giờ thì là hết rồi. Khi mà Fabi vòng ra được hàng sau thì không có ai che được cả và đó là ba điểm hạ gục đã có trên vị trí của Fabi. Ta đang muốn hướng đến cú Pentakill trong tình huống thi đấu này. Đó là Pentakill dành cho Fabi với một con Vladimir. Một góc vòng sau anh ta kết hợp Lemon và anh ta có được cho mình những điểm hạ gục quan trọng. Ba điểm cuối cùng của đối phương nằm xuống là rất nhanh và bản thân anh ta đem về cho bản thân mình một cú Pentakill ở trong ván thi đấu thứ ba này. Một góc vòng sau quá kinh dị của Fabi, anh ta tìm thấy được những chủ lực của đối phương.